Chương 21. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, con trai của Sê-bê-đê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng: "Tôi đi đánh cá." Các người kia trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?" Thưa rằng: "Không." Ngài phán rằng: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được." Vậy các người ấy thả lưới xuống được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: "Ấy là Chúa." Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng 200 cu-đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây." Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy lại mà ăn." Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: "Người là ai?" Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: "Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Phi-e-rơ thưa rằng: "Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy chăn những chiên con ta." Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: "Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?" Phi-e-rơ thưa rằng: "Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy chăn chiên ta." Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: "Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?" Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: "Ngươi yêu ta chăng?" Người bèn thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa biết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy chăn chiên ta. Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn người đến nơi mình không muốn." Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đằng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại phán: "Hãy theo ta." Phi-e-rơ say lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa?" Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: "Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Nếu ta muốn, người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta." Vậy, có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng: "Nếu ta muốn, người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi?" Đó thôi. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật.
Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy.